Chào mọi người, mình là Vũ, quản lý kỹ thuật của team Cam Vinh Kiến đây. Thì cái clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một cái loại bệnh trên cây cam. Đó là loại chảy mũ gôm, hay là chảy gôm hay chảy mũ đấy. Thì thường thường nó hay biểu hiện ở gốc và nhiều nhất đây. Một cây này vừa mình bị đây. Nhưng bây giờ nó đỡ rồi, nó không còn thấy mũ rồi nhé. Nhưng bây giờ đây này, mọi người thấy này, ui. Thấy không? Thấy cam này. Đây. Đây. Ok. Thì cái loại này đây, thì là do là một loại khi nó bị bệnh là nó bị thế này đây. Mọi người thấy là bắt đầu cái da này nó đã khác, bệnh nó hình thành lại này. Cây nó đang chữa lại này, dưới này không thấy này, nhưng cái nó không chết nha, mọi người thấy nha, rồi nó đã cái da nó đang ăn hình thành lại này. Thì cái bệnh gôm này á thì nó do hai loại nấm, đó là Scytophora và Baratica gây ra. Thì cái loại này á thì nấm mà chẳng qua là người ta xác định ra cái bệnh là từ hai loại nấm gây ra, nhưng mà cách phòng trừ ấy thì là đơn giản thì sao nó bệnh là vì sao có vết thương cây này, khi mình có vết chày xước này thì bắt đầu nó có điều kiện cho vi khuẩn nấm tấn công. Thì khi cái loại này tấn công thì gây ra cái bệnh này đây, loét này, chảy gôm, chảy mũ. Thì khi mà cái bệnh này mà nó gây ra thì nó loét lặn thành lặn thân cây, là lúc trước chỉ một quả cát nhỏ này thì nó chảy chảy mũ chỉ một cái đoạn nhỏ thôi nhé mọi người, chảy mũ chỉ một cái đoạn nhỏ thôi. Ok, thì sau này nó lần lần nó bị rằng thì nó gây bệnh thì còn nó lan ra lần đây, nó lan dưới này, cái nhìn gốc cam này thì nó lan ra lần. Thì khi nó lan ra thì nó có, thứ nhất là nó có mùi mũ nè, chảy ra mũ nè, gôm nè, mùi rất là hôi nhé mọi người, mùi hôi lắm. Rồi nó gây loét rồi này, và đặc biệt là nó gây một cái là gây thối rễ nha mọi người. Nhưng mà cây của mình là nó kháng được, nó không có bị nặng, nên là nó chỉ bị trên cái gốc này thôi. Bây giờ nó ok rồi, nó đang hình thành cái da này, nó đã qua cái đợt gọi là nguy hiểm rồi, qua cơn nguy kịch rồi. Thì người thấy là cái nha, mà mình nói ra là về cái gôm ấy là do hai loại nấm gây ra, là khi cây nó có cái vết thương ở dưới gốc ấy thì điều kiện thích hợp thì nó sẽ gây bệnh. Thì điều kiện thích hợp ở đây là gì, là nó thường gây bệnh vào mùa mưa nhé mọi người, là độ ẩm cao, mùa mưa là cây nó hay bị nhập úng này, nhập úng nó cũng bị nha mọi người, nhập úng này nó cũng gây ra này, rồi mùa mưa này, và có phải xước này, như mình cắt cỏ này kia có phải xước này vào gốc là nó bị này, hay là mình va đập cái giới nào đấy thì nó cũng gây ra tình trạng này. Và cái nữa là khi mùa mưa là cái nấm bậy, mùa mưa là cái nấm bậy nhé, nó dễ vận chuyển. Nói là mọi người biết là mùa mưa là nhiệt độ ẩm thì rất là điều kiện thuận lợi rất nhiều loại bệnh, như vậy riêng loại này chỉ một trong những loại đặc trưng thôi. Thì chứ còn thực điều kiện đấy thì rất là thuận lợi luôn, mùa mưa này, nhiệt độ ẩm này thì rất là thuận lợi luôn nha. Và khi nó gây bệnh ra thế này đây, và khi một cái này là vừa mình bị nhẹ, cái này bị nhẹ chứ cái bị nặng là như thối luôn, rễ này, thối gốc này, chết luôn nha. Cây nó chơi thối rễ thối gốc thì cây sẽ lá vàng, cành sẽ khô hết, quả sẽ rụng hết nha mọi người. Thế đã nói cách phòng trừ của này là gì, thì vườn mình thì nó cũng đơn giản thôi, nó mà để có nguyên nhân gây ra đó thì do này điều kiện thời tiết này, ẩm cái trời nắng khô ráo này, không có bệnh này nha mọi người. Chủ yếu là vào mùa mưa, ở tầm khoảng tháng 7, tháng 8 ấy, hoặc là tháng 6, những cơn mưa đầu mùa thì
nó gây ra bệnh này. Và cái cách phòng trừ nó là đơn giản thôi, thường xuyên vệ sinh vườn, rồi đừng có để cái vườn mình nó bị ngập úng nhé, đừng để cái vườn mình bị ngập úng nhé mọi người. Và thêm một cái nữa là nếu mà có vết xước vết nứt, nói chung hạn chế, khi mình hạn chế đừng có tạo vết xước vết nứt ở gốc, và khi mà có nó thì nhớ mình thì thấy như là hơi bôi sơn cho nó, nhưng mà cách tốt nhất ấy là đừng 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 có làm nó chảy xước là ok này. Và đặc biệt đấy là cái này là cây to nhé, còn cây nhỏ mà khi cái cây mà cây cam mà chúng ta cùng gốc ghép ấy thì nó hay bị lắm, cả tầm cái chay ngay chỗ cái mắt ghép, giữa cái gốc 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 ghép với lại cái mắt ghép thì nó là gốc với nứt, mà nếu mà chúng ta không, nó rất dễ bị nhiễm nấm, thì nhiễm nấm mày gôn nó chết ngay liền. Nên thường là người ta trồng sẽ cao hơn mặt đất khoảng một đoạn tầm 50 phân để cho nó cách mặt đất ra, và đỡ có ngập ống thì ngập ở dưới thôi, chứ ngập ống mà nó chạm vào chỗ cái vết hở của mình là coi như xong luôn, nhiễm nấm luôn nha mọi người. Thì cách phòng trừ thì đơn giản mình nói rồi, là tốt nhất là đừng có cho nó va đập cái học, rồi cả về mùa mưa thì hạn chế là phá quang vườn, chống ngập úng, và hạn chế tối đa đến mức là cắt cỏ này chứ nó va chạm, chứ mùa nắng hiện tại thì mình vẫn cắt nhưng mà nó vẫn bị va đập, nhưng cái này thì mình nghĩ nó không bị được đâu, thì mùa này nó rất là khó cắt, các vết rất là sâu này này này. Nhưng hôm nay mùa mưa là chắc chắn bị bệnh, chứ bị chảy gôm thì chắc luôn, mình thua luôn nhá. Ok, thì clip này mình giới thiệu mọi người cái loại bệnh là chảy gôm trên cây cam như thế nào, cách nhận biết và thời điểm gây bệnh, nguyên nhân sao gây bệnh và cách phòng trừ luôn cho mọi người nhé. Ok, thì cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình. Nếu mọi người thấy hay hay là có ý kiến gì thì cứ bình luận dưới clip giúp mình nha. Hẹn gặp mọi người những clip sau nha. Chào mọi người nha.